À cha Khảo, bây giờ hãy cùng học tiếp bài 72 tương với phần 8 bài 26 quyển 2 giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Đầu tiên là cách nói à. Ai? Ai? À, bạn có việc gì không? Ai, 你有什么事吗? Ai, 你有什么事吗? Bây giờ là cách nói chỉ chứng chỉ TOEFL trong tiếng Anh. Thua phú. Thua. Thua. Phú. Phú. Thua phú. Thua phú. Lớp TOEFL. Thua phú ban. Thua phú ban. Học lớp TOEFL. Sang thua phú ban. Sang thua phú ban. Sắp học lớp TOEFL. Nguyên văn là cần lên lớp TOEFL. Yào sang thua phú ban. Yào sang thua phú ban. Bạn không phải là sắp học lớp TOEFL à? 你不是要上托福班吗? 你不是要上托福班吗? Hãy hỏi lại. À, bạn có việc gì không? 哎,你有什么事吗? 哎,你有什么事吗? Mình muốn hỏi bạn một chút. Hãy lặp lại từ quần để nói hỏi một chút. 我想问问你. 我想问问你. Bạn không phải là sắp học lớp TOEFL à? 你不是要上托福班吗? 你不是要上托福班吗? Báo danh chưa? 报名了没有? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ thi, âm Hán Việt là khảo. 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 Thi TOEFL. Khảo TOEFL. Khảo TOEFL. Dự định thi TOEFL không? Tá soạn khảo TOEFL ma? Tá soạn khảo TOEFL ma? Muốn thi TOEFL. Xiang khảo TOEFL. Xiang khảo TOEFL. Bạn có phải là cũng muốn thi TOEFL hay không? 你是不是也想考托福? 你是不是也想考托福? 还要来个头一遍呢? 啊, bạn có việc gì không? 哎,你有什么事吗? 哎,你有什么事吗? Mình muốn hỏi bạn một chút. 我想问问你. 我想问问你. Bạn không phải là sắp học lớp TOEFL à? 你不是要上托福班吗? 你不是要上托福班吗? Báo danh chưa? 报名了没有? Đã báo rồi,
已经爆了 已经爆了 Bạn có phải là cô muốn thi TOEFL hay không? 你是不是也想考托福? 你是不是也想考托福? Bây giờ là từ bồi, có nghĩa là bồi tiếp, bầu bạn, ở bên cạnh. Thấy. Thấy. Về nhà bầu bạn với ba mẹ. Quê cha thấy bà bà mama. Quê cha thấy bà bà mama. Bầu bạn với tôi, ở bên cạnh tôi. Thấy ủa. Thấy ủa. Bạn cũng đi với mình đi. Nguyên văn là bạn bồi mình cùng đi. Nhì thấy ủa ý chí chủy. Nhì thấy ủa ý chí chủy. Dùng từ thấy sẽ có nghĩa bầu bạn ở bên cạnh, thân thiết hơn. Bây giờ hãy nhắc lại từ đầu một lần nữa. À, bạn có việc gì không? Ai, nhì có sớm sao mà? Ai, nhì có sớm sao mà? Mình muốn hỏi bạn một chút. Wǒ xiǎng wěn wěn nǐ. Bạn không phải sắp học lớp TOEFL à? Nǐ bù shì yào shàng TOEFL bān ma? Nǐ bù shì yào shàng TOEFL bān ma? Báo danh chưa? Báo mình là mấy yếu? Đã báo rồi. Yǐ jīng bào lǎo. Bạn có phải là cô muốn thi TOEFL hay không? Nǐ shì bù shì yě xiǎng kǎo TOEFL? Nǐ shì bù shì yě xiǎng kǎo TOEFL? Phải, mình muốn ngày mai đi báo danh. Shì, wǒ xiǎng míng tiān qù bào míng. Shì, wǒ xiǎng míng tiān qù bào míng. Bạn cùng đi với mình được không? Nguyên văn là bạn bồi mình cùng đi được không? Nǐ pěi wǒ yìqǐ qù hǎo ma? Nǐ pěi wǒ yìqǐ qù hǎo ma? Ừ, được. Hǎo de. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên phục vụ, người bán hàng, giám đốc. Phục vụ viên, 售货员, chính lý. Hoan nghênh. Hoan yến. Một chai. Yì píng. Cửa hàng. Sang điện. Nghỉ ngơi. Xiu xỉ. Chỉ cần một cái thẻ điện thoại. Chỉ yào yì trang điện hỏa khả. Đi máy bay hay là tàu hỏa? Sửa phê chi hay sửa hỏa chưa? Lại thử thêm xem. Sai sử sử. Tuổi chó, tuổi cẩu. Sú cẩu. Tắm, giặt quần áo. Xí dạo, xí y phủ. Chơi máy tính.
Quán điện não. Ở giữa công viên Hòa Bình và quảng trường Nhân dân. Tại Hòa Bình Công viên và Nhân dân quảng trường trung gian. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ sẽ trái. Tạo hồng lũy tăng nở hoàng rúa quái. Bến xe buýt. Công cộng chỉ trơ trản. Mua vé cho tôi. Cái úa mái phèo. Đánh thái cực quyền. Tả thái chí chuyến. Không hiểu nghĩa là gì, không hiểu là nghĩa gì. Bù đồng sư sớm mê ý sư. Có khả năng là bị cảm rồi. Khả năng cắn màu lọ. Biểu diễn tiết mục. Biểu diễn chế mũ. Tiến bộ rất lớn. Chiến bộ khẩn tả. Đề cao rất nhanh. Thí cao được khẩn khoải. Phát âm không chuẩn. Phát âm bù biêu chuẩn. Hơn nữa. Ở chìa. Cực kỳ nghiêm túc. Phi tráng rèn chân. Hơn 4 giờ. Sử điển tua. Ra nước ngoài. Chu của. Gọi cho di động của bạn. Tả tha đờ sầu chi. Qua một lát nữa hay gọi. Cuối khuấy giải tả. Quên mở máy rồi. Quảng khai chia lọ. Nhận điện thoại. Chia điện khỏa. Đá bóng. Thi dú chiếu. Thi đấu với đội đại diện lưu học sinh. Cơn liều xứa sân đại biểu tuổi bị xài. Thua. Su. Tỷ số mấy mấy. Chỉ bí chỉ. Thắng. Yến. Chúc mừng. Chủ khở. Học lớp TOEFL. Sảng thua phú ban. Cùng đi với mình, nguyên văn là bồi mình cùng đi. Thấy hối ý chỉ trụ. Thi TOEFL. Khảo thua phú.